Hello, welcome to my channel. Chào mừng anh đã quay trở lại với kênh của mình. Đây là những tựa game hôm nay mình tự sắp xếp, hoàn toàn là ngẫu hứng, không có theo bất kỳ một cái quy tắc nào cả. Đây là cái giao diện của game Xbox Tuburan. Chắc mình có chọn nhân vật khác mình lại quên mất rồi, nhưng mà thôi. Đã lỡ đặt shot, không còn đường về. Chúng ta chọn nhân vật khác vào những cái video clip lần sau. Những video mà theo cái cách nói của mình là ngẫu nhiên lần sau, bởi vì ngày nào mình chả quay mấy cái mấy clip nữa. Không, mỗi ngày quay được trên kênh này khoảng 3 clip. Mất cả một buổi sáng của mình cho rồi, bởi vì mình cũng không thể nào mà quay nhiều hơn được, bởi vì nó quá mệt. Mệt lắm ấy. Ok, mình đã vừa chơi Oddbot, tập vài đường thể dục cơ bản này, giống như Sonic này. Buổi sáng dậy là phải tập thể dục, chúng ta sẽ có một cái cơ thể dẻo dai. Nhầm. Ui dồi, cá voi cá mập này nó bay lên rồi. Ui, cái bot à, cái bot à. Gặp con bot à, mình hoành tinh nha. Liệu mình có thất bại không? Thất bại đối đối mặt tôi không? Chúng ta đang thực hiện động tác vả, là vả vỡ mồm cái đĩa bay luôn. Mình sẽ sang cái game Wager Water này, một game giải đố. Trò này rất là hay đấy nha. Hai sao, ba sao. Ô đây xếp ba mươi một thế này, trời ơi, toàn quảng cáo mà tức chết. Cái màn này chơi nào, ô hô, nhầm rồi, hình như ra cái đây đúng không? Còn ít nước còn có gì kìa.
chết rồi, lạc trôi hết nước rồi. Không đủ. Ok, từ ngày nữa đi vậy. Hầu hết những mấy trò chơi trên này toàn quảng cáo rất là nhiều. Ôi giời ơi, hình như lần này ngược lần nãy à. Ngược rồi. Đây, cho bụi nước này. Cho nước đây. Đó, rất đơn giản thôi cơ mà. Có gì đâu. Xem cho zombie này. Vào game là sẽ có một màn miễn phí đầu tiên. Chơi tẹt bô. Ủa lâu mấy cái tiếng não rồi. Chết rồi, nó chạy bố hết rồi thôi. Đang đến đông như thế mình phải thả cái trích điện là mới đúng. Chơi chết đi. Lần này chúng ta sẽ sử dụng cái mũi đàn đuổi đấy. Ơ, đóng băng à? Nguồn của này đóng băng. Ơ đâu? Con màu blue này nó rất là chạy nhanh. Nào lên đi. Lên đi. Ui, nó nhìn thấy mình cái nó chạy lên luôn. Chạy nhanh nhé. Ôi trời ơi. Ui, con này chạy nhanh nhé. Chúng chạy nhanh nhưng bị tóm rồi. Chết thật cái này. Con rắn phải bắn con rắn này. Con rắn này nó sẽ cắn mình. Chạy đâu. Ôi, thả quá nó muộn.
đứng lại. Ôi chú, bắt đi. Mình đi sang cho Mighty Micro. Wow, đấy, super hơn. Có cái đứa nó bên cạnh là đứa nào ấy? Một con bọ cánh cứng. Wow. Đây này, có mấy núi tiền để ăn đi, tí mua đồ. Cái con ong này nó không quay lại, nó bắn mình, nó cứ đi thôi. Đấy, xem đủ tiền mở hộp này. Wow, em mở khóa thêm một nhân vật nữa. Ui, có biết buôn à? Tôi có biết buôn không? À, không phải, cứ tưởng biết buôn. Sẵn rồi, kịp rồi. Ngã này, ai xả. Xe bạn bị cháy rồi sao này? Sang rep bofo tắt cái nhạc đi. U cái màn này chơi hết rồi, hết rồi, sang màn này. Ten chuẩn bị phải tắt nhạc bởi vì cái nhạc ở trong này có bản quyền mà các bạn ạ. Nhạc mà trong này có bản quyền là mình không thể xóa được luôn. Không làm cái nào được. Cứ coi như mới vào nhận bản quyền ngay thì không sao, nhưng mà có những clip trên 100k view không thể nhìn nào mà xóa được. Chị.
Ồ, được đấy, được đấy, được đấy. Xả xô con bot xuống nước ấy được đấy. Phát xử lý rất thần thánh. Tên 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 vừa làm MC vừa phải làm nhà công này. Khổ thế. Đấy chính là Red Bull 4. Mình sang chỗ nào đây? Subway Surfer chơi chơi này. Mỗi ngày sẽ chọn một nhân vật. Ok. Nhưng mà mỗi ngày phải chọn một nhân vật khác nhau như kiểu là đi chương trình thì mỗi ngày một việc tốt ấy. À. Nào tốc độ cùng hay nhanh như nào, mình muốn đưa một tốc nó chạy một tốc độ thật là cao. Hôm qua mình lên App Store thấy có mấy cái trò của DC, mấy trò về có Spiderman với cả Superman các kiểu và đà điểu trên ý luôn. Đấy, tương đối hay nhưng mà không biết là mọi người có thích chơi không nhỉ? Có thích xem thì mình, nếu mà thích xem thì mình sẽ download về và chơi luôn. Sang cho phân kết thứ gì vào viên rồi ta đang đến màn 16. Ui. Ủa kinh không? Mình thấy có
Mấy bạn bảo là đang đã chơi đến level mấy trăm sự thật. Rồi mình thua. Mình thua chỗ nào đấy? Này thì thua thứ nhất đây này. Next này sang màn 16 rồi. À trò này kinh nghiệm là cứ chạy đừng có sợ. Nếu mà sợ không qua đâu. À cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy. Lại bị nhân tiếp một sửa ơi, thấy chưa? Kinh nghiệm là cứ chạy thì không sợ. Một trò cuối cùng là trò Hello Neighbor. Ok đây rồi. Cho tăng cái độ ấy lên một tí. Mình sẽ đi vào để chui cái ông hàng xóm này. Chạy nhanh. Sao vậy? À đây đây đây. Sao vậy? Giờ gì thế làm gì? Quái không? Chúng ta sẽ đi quanh quanh vườn nó xem nào. Vâng, chủ nhà không có nhà anh em ạ. Chủ nhà không có nhà. Cái gì đấy? Nó đuổi. Mình phát hiện, nó chạy 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 chạy. Rồi, vừa đi chứ. Kìa, chủ nhà kìa. Có làm được gì đâu em. Trời ơi, chéo đây. Chéo đây, không thể chéo được. Tập trèo mấy lần thì không thể trèo được nhé bạn. Trèo ở đây cướp cái chìa khóa mới được. Cơ mở. Chia. Úi chú. Lại bị phát hiện rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người. Goodbye.